Rất là đông vui luôn cả nhà mình. Ở ngoài kia còn rất là nhiều luôn. Nổi không bà? Nổi không bà? Cảm Dạ. ơn nha. Thí sinh mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay thì Mạnh Thường Quân từ ở Sài Gòn về quê hương tỉnh Ninh Thuận của Tiến ủng hộ cho những người đồng bào nghèo khó khăn 200 phần quà tình thương ở cả nhà mình. Thì hiện tại là khi nãy Tiến với lại ba với lại anh mà chủ gạo á cũng đã bốc hàng hóa lên xong rồi. Bây giờ là Tiến bắt đầu từ chỗ bốc gạo chạy lên cái chỗ mà phát quà cho bà con á, cũng khoảng hơn 30 cây số cả nhà mình. Mà đường thì kẹt xe quá cả nhà xem nè. Rất là đông luôn. Tại vì hết Tết rồi cả nhà. Hôm nay là mùng 7 rồi. Hôm nay là mùng 7 nên người ta vào lại Sài Gòn rất là đông luôn. Trời ơi, trên xe thì Tiến chở rất là nhiều hàng hóa. 200 bao gạo là 2 tấn rồi cả nhà. Bây giờ thì cũng là 1 giờ mấy gần 2 giờ rồi, tại vì Tiến kêu anh Văn á, Tiến nhờ anh Văn là phát phiếu cho bà con, hẹn bà con là 1 giờ rưỡi cả nhà. 1 giờ rưỡi nhưng mà do trục trặc á, tới nơi phát gạo thì không có ai để bốc gạo lên xe cho mình, phải tự bản thân mình bốc nên nó hơi mất thời gian. Rồi đi đường gặp cái trường hợp như thế này nữa, rất là đông xe luôn cả nhà, bị kẹt xe nữa, rất là xui luôn, nên bà con phải đợi ở trên đó thêm một vài giờ nữa, kiểu như là đang gấp đó cả nhà, đang gấp tại vì mình sợ bà con đợi á nên mình rất là nôn nóng luôn. À, đợi Tiến thắt cái dây an toàn vào. Trời ơi, quên thắt cái dây an toàn cả nhà. Hôm nay là xe rất là đông, đi đường rất là nguy hiểm luôn, nên mình phải cẩn thận. Trời ơi, cái dây này nó bị ngược đấy chứ. Đó. Ok. Bây giờ Tiến sẽ quay cho cả nhà xem đường một xí nha. Trời ơi, rất là nóng luôn đó nha. Xe là nối đuôi nhau mà đi thôi. Nãy giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Giao thông thì đứng trực cả ngày cả đêm luôn. Tại vì quốc lộ 1A này từ Sài Gòn mà đi ra quê của Tiến á thì nó chỉ có hai lane thôi. Nó chỉ có hai lane để cho ô tô đi thôi. Công an bây giờ đứng đầy đường, ai mà đi vào bên làn xe máy là sẽ bị trúng số cả nhà. Thì quê hương của Tiến á đó, xíu nữa qua bên cái quầy bên kia Tiến sẽ chỉ cho cả nhà xem là người ta bán cái gì là đặc sản ở quê hương Ninh Thuận. Ở đây là chỉ có nho, nho đỏ, nho xanh, rồi táo, rồi mật nho, rượu nho thôi đó cả nhà. Đó. Người ta bán đầy đường luôn. Tiến thuê xe này là xe tải cả nhà, để mình chở hàng hóa, mà xe này nó bị cũ á. Xe này nó cũ rồi cả nhà, nó cũ, mình chở hàng nặng thì cũng rất là khó đi trên
trên cái đoạn đường mà đông xe kẹt xe như thế này. Xíu nữa vắng xe thì Tiến sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ mình phải tập trung mình lái xe cả nhà. Để Tiến kéo kính lên xíu cả nhà. Tại vì hôm nay một cái mic của Tiến nó bị trục trặc rồi, nên chỉ còn một cái đây thôi. Với lại mình lái xe mình cũng không có thể nào mình gắn cái bông vào cả nhà, mình sợ nó kiểu như không có cái bông rồi nó sẽ ồn gió, cả nhà không có nghe tiếng tiếng nói á, phải kéo kính lại. Bây giờ là Tiến đã thoát khỏi cái quốc lộ 1A chỗ kẹt xe rồi cả nhà. Ở đây là đường rất là trống trải luôn. Đường đây là mình đi thẳng lên là tới thành phố Ngàn Hoa luôn á cả nhà. Thành phố Ngàn Hoa là Đà Lạt á. Từ đây mà chạy lên tới thành phố Đà Lạt thì khoảng hơn 100 cây số. Mà mình phát quà cho bà con thì ở dưới chân đèo rồi cả nhà. Xe này nó rất là cũ rồi cả nhà. Cũ rồi, mình chở 2 tấn hàng cho nay mình chỉ đạp được 60 thôi. Chứ mình không có dám đạp mà cao hơn. Tại vì xe rất là nặng luôn. Thì nãy Tiến cũng hỏi anh Văn tình hình ở trên đó sao rồi. Thì anh cũng nói với Tiến là bà con ở trên đó cũng đang đợi. Nên Tiến cũng nói anh Văn là thôi bây giờ kêu bà con đợi Tiến, ráng đợi Tiến thêm một xíu nữa. Đang chở hàng nặng với lại đường rất là đông và kẹt xe luôn. Nên cho bà con thông cảm. Thì anh Văn, cái vấn đề đó anh Văn cũng có thể sắp xếp được, anh Văn tội lắm cả nhà. Nói chung là gia đình anh Văn á, thì vợ ảnh bệnh á, với lại cũng có mấy đứa con thơ thôi. Gia đình ảnh cũng rất là khổ, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc, mình đi chung với ảnh á cả nhà, thì ảnh rất là nhiệt tình, rất là tội. Kiểu như là người nghèo mà còn phải đi lo lại cho người nghèo á cả nhà. Ảnh, gia đình của ảnh cũng rất là khổ luôn. Anh nói là miễn sao á là có người lên giúp đỡ bà con là được. Lên dốc xe xịt khói luôn. Xịt khói luôn cả nhà. Nặng lắm. Ở đây là cầu vượt á. Ở bên kia là nghỉ trang rồi cả nhà. Rất là nhiều luôn. Tại vì hôm nay Tiến nói Tiến có một cái mic á, thì khi cả nhà xem á mà có cái tiếng máy của xe nó mà có ồn quá thì cả nhà thông cảm cho Tiến nha. Xe này xe cũ rồi nên cái tiếng máy nó không có được êm ái cho lắm. Ngày mai là ngày mùng 8 thì Tiến cũng đi làm công ty cả nhà. Tiến cũng mới có công việc mới. Mình vừa làm thiện nguyện, mình vừa giúp đỡ cho bà con, rồi mình vừa làm công ty để bản thân Tiến có một cái đồng lương nhất định để lo cho bản thân, rồi chi tiêu trong cuộc sống cả nhà. Kênh của Tiến thì cũng mới phát triển, mới lập đây thôi, nên cũng chưa có tiền YouTube nhiều lắm. Nên bây giờ là Tiến phải cố gắng mình làm hai công việc cho nó suôn sẻ cả nhà. Tuy nó hơi cực nhưng mà không sao, thời gian đầu mà công việc gì cũng vậy cả nhà. Công việc gì cũng vậy, ai cũng cực hết. Chứ đâu có ai mà mới ra làm cái công việc gì mà đã sướng, mà đã suôn sẻ đâu cả nhà. Như là mỗi tuần á, Tiến sẽ đi làm trong công ty, cũng đi lái xe như vậy cả nhà. Đi lái xe chở mấy cuộn lưới B40 á, để người ta rào á cả nhà. Lưới rào á đó, mình chở lưới rào mình giao cho mấy cái nơi mà bán vật liệu xây dựng để người ta xây nhà, xây cửa đồ á. Rồi Tiến đi làm từ sáng tới chiều, thì từ thứ hai cho tới thứ bảy là Tiến đi làm công ty. Còn ngày chủ nhật á thì Tiến sẽ lên với anh Văn
là anh Văn sẽ tìm những cái hoàn cảnh nào mà cực kỳ khó khăn và đáng được giúp đỡ cả nhà, là ảnh sẽ tìm sẵn cho Tiến. Rồi chủ nhật thì hai anh em lên và tới hoàn cảnh đó để đi thăm thôi cả nhà. Nên cũng rất là tội ảnh luôn, ảnh hỗ trợ cho Tiến rất là nhiều. Tuy không có hỗ trợ về vật chất cái gì nhưng mà ảnh ảnh sống vì tình cảm á cả nhà. Rất là quý luôn. Giờ thì Tiến cũng đã đến nơi rồi cả nhà mình. Trời ơi, bắt bà con đợi hơn một tiếng đồng hồ thấy rất là có lỗi luôn cả nhà. Cả nhà xem kìa, bà con rất là đông đủ luôn. Wow. Giờ thì Tiến cũng mới tới cả nhà. Mới tới thì anh Văn nhờ mấy anh em người đồng bào á, họ phụ họ xuống gạo cho nó mau, tại vì giờ này cũng rất là trễ rồi cả nhà. Nên mình hẹn bà con á, là 1 giờ, nhưng mà hiện tại bây giờ đã là 3 giờ rồi cả nhà, trễ 2 tiếng. Trời ơi, bây giờ là phải bóc, tranh thủ bóc, rồi mình còn vào lập xưởng mà gia đình của anh Hải á, mang ra ngoài đây nữa, mình vào vào trong bị để gửi cho bà con luôn. Bao này nó mỏng quá. Mỏng này rất cảm hết à. Cái bao này người ta may mỏng quá cả nhà. Nên mình ôm vào cái tay mình nó bám vào á, rồi nó sẽ rớt gạo ra. Dạ dạ đúng rồi anh. Ở sẵn rồi. Dạ. Hàng hóa gạo đồ là anh Văn thì cũng sắp xếp, nhờ các anh em đồng bào cũng sắp xếp hết rồi cả nhà mình. Bây giờ anh Văn xếp hàng cho bà con để trật tự hơn. Ai cũng có hết cả nhà mình. Thì ở đây là cô chú Mạnh Thường Quân quy định là 200 phần. Thì anh Văn phát phiếu 200 phần quà và phát cho bà con luôn. Đây cả nhà, ông cụ này rất là tội luôn. Hôm nay là ông đi lĩnh quà phải không? Dạ. Trời ơi, hôm nay là có gạo, có đồ ăn đồ rồi ha. Cũng cảm ơn các mấy con cho gạo ăn rồi mắm muối, cũng cảm ơn còn. Dạ. Dạ, nhà ông ở đâu? Ở kia. Dạ, ở dưới làng ông ở, ở trên đầu cầu á. Dạ, ở trên đầu cầu. Dạ. Sao ông không lên kêu ông xếp hàng ghê, một hàng dài luôn rồi ông xếp dưới đây biết khi nào mới tới. Ông cũng lớn tuổi rồi cả nhà, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Chắc 68 tuổi. 68 tuổi, dạ. Đem bao này cả nhà mình. Cái này là mình vác về hả ông? Vác về. Dạ, vác về, sao mình không kêu con cháu vác về cho mình? Con cháu mất đi làm. Dạ, đi làm rồi. Đi làm. Dạ. Thường cả nhà. Thôi bây giờ ông vào ông xếp hàng giùm con nha. Dạ. Rồi có gì xíu nữa tụi con sẽ phát quà, ai dạ, cũng có hết nha. Rồi. Dạ rồi, ông xếp hàng vào giúp con nha. Đây cả nhà. Nguyên một hàng rất là dài luôn. Ở đây là có anh Văn xếp là 3 hàng. Ở đây anh Văn xếp 3 hàng cả nhà mình. Đây cả nhà, đây là những cái phần quà lạp xưởng mà gia đình của anh Hải mang ra. Lạp xưởng rất là to luôn cả nhà mình. Rất là to. Thì bây giờ Tiến xin mời cả nhà tới trò chuyện cùng với chú nha, là ba của anh Hải.
chú ơi. Hai con. Dạ. Chú là ba của anh Hải rồi chú. À, cũng là quen biết, nó là cháu. À, là cháu cả nhà. Tiếng tưởng là cha con, thấy con thấy giống. Dạ, nó dạ. Cũng là bạn trai của con gái chú. À, dạ. À. Dạ. Chú cho con hỏi là chú tên gì để con biết cách con xưng hô rồi cho cả nhà cùng biết á. Chú tên là Tiến. Dạ, chú tên Tiến. Trời ơi, bộ đôi Tiến này cả nhà. Thì hôm nay chú ra ngoài cái vùng đất khô cằn này là cái quê hương của con, thì chú thấy là cái không khí như thế nào và người đồng bào ở đây họ như thế nào chú? Chú cảm nghĩ cho cả nhà cùng biết. À, chú từ bên Mỹ về. Dạ. À, chú cũng đi làm những cái chuyện thiện nguyện, phát quà cho người nghèo cũng rất nhiều, từ miền Tây, miền Trung cũng có. Dạ. Hôm nay thì ra đây tình cờ gặp con trên video thì... có dịp ra thăm những người ở đồng bào miền núi. Dạ. Thì đặc biệt thì không khí ở đây cảnh rất là đẹp, không khí rất là thoải mái, thoáng mát. Dạ. Nhưng mà những người đồng bào miền núi thì có phần nghèo. Dạ. Cho nên là chú rất là vui khi có được một chút xíu tấm lòng nho nhỏ gửi đến những người đồng bào nghèo nơi phương xa. Dạ. Đặc biệt là họ sống ở trên núi, dạ, đồi, không có điều kiện sống đầy đủ như người ở dưới thành thị. Dạ. Cho nên là chú rất là thích, và có thể rằng trong những chuyến sắp tới chú sẽ liên lạc với con để có những cái chuyến hàng thiện nguyện như thế này nhiều hơn nữa. Dạ. Để giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo ở nơi đây. Dạ. Thì con cũng rất vui vì hôm nay là gia đình của chú đã đến thăm những người đồng bào nghèo, bà con nghèo ở khu vực nơi đây. Yeah. Con cũng xin thay mặt bà con ở nơi đây là con cảm ơn gia đình của chú trước là vì đã mở tấm lòng vàng ủng hộ những cái phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu này để cho bà con họ có cái mà họ sử dụng á. Yeah. Con cảm ơn gia đình chú rất là nhiều. Thank you. Yeah. Không có gì, đây là cái chuyện mà thật sự là chú phải cảm ơn con á. Vì chính con là những cái kịp cầu nối cho chú biết được những nơi mà có nhiều người đồng bào Việt Nam ở phương xa, núi đồi hẻo lánh với những cái cuộc đời bất hạnh khốn khổ, để mà chú có thể biết được giúp đỡ thì cũng nhờ cái nhịp cầu nói của con, cho nên chú phải là cái người cảm ơn con mới đúng. Dạ, dạ rồi. Thì okay. Chú rất là dễ thương luôn cả nhà. Ok. Thành thật rất là vui, và hôm nay là hy vọng mọi chuyện sẽ có một ngày tốt đẹp cho bà con. Dạ. Có một phần quà nho nhỏ sau cái dịp Tết để có cái tinh thần phấn chấn để làm việc và sống trong cuộc sống hiện tại của chúng. Dạ. Dạ, con cũng rất mong là ngày hôm nay là mọi việc đều suôn sẻ và gửi những phần quà này cũng suôn sẻ tới cho bà con thôi chú ha. Dạ. Dạ, thì bây giờ xếp hàng cũng xong rồi, bây giờ chú cháu mình cũng tiến hành phát cho bà con thôi chú ha. Dạ. Trời ơi, hôm nay là đợi là rất là lâu rồi cả nhà, tiếng để cho gia đình chú đợi cũng khá là lâu, và bà con khu vực nơi đây cũng khá là lâu, mình cũng thấy mình rất là có lỗi luôn. Thì bây giờ phát thôi cả nhà mình. Dạ, chúng ta đi lên. Anh Văn đang xếp hàng cho bà con cả nhà. Thì bây giờ anh Văn ưu tiên người lớn tuổi anh Văn ha. Người già trước. Dạ, bây giờ ưu tiên người lớn tuổi cả nhà, chứ để người lớn tuổi đứng ở dưới thì cũng rất là thương luôn. Thì bây giờ mình sắp xếp, mình tiến hành mình phát cho bà con ha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đây là vợ của chú nè cả nhà mình. Vui không cô? Dạ. Thiếu dầu hả bà? Thiếu dầu. Dạ. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nha. Dạ. Cảm ơn con.
từng người lên thôi cả nhà. Tuy nó hơi lâu nhưng mà mình chắc chắn là ai cũng có cả nhà, chứ mình không có để mà thiếu sót người có người không, cũng rất là tội cho người đồng bào. Người đồng bào đa số ở đây là 90% họ đi lãnh quà là đều mang bao hết cả nhà, tại vì họ không có gùi á. Ai cũng có phần nha, không có chen nha. Cô thì cô đứng phát dầu, còn những người con của cô thì mỗi người chia ra mỗi phần quà cả nhà để phát cho bà con. À, nhìn quen dữ vậy ta, nhìn quen quá ta, trời ơi. Để em vác cho. Hôm nay là chồng có đi theo để trở về không chị? Dạ. Gỡ bịt mặt ra để cho cả nhà xem. Trời ơi, đây hình ảnh rất là quen thuộc cả nhà. Sống ở trên núi tuổi hai vợ chồng ba đứa con thôi. Biết em không? Biết hả? Mới gặp hôm qua hôm kia. Mới gặp hôm qua hôm kia hả? Thì bây giờ Tiến cũng sẽ giới thiệu chú tới cho cái hoàn cảnh này. Thì hôm nay con muốn giới thiệu cho chú là cái hoàn cảnh của chị này. Chị này thì cũng rất là còn trẻ nhưng mà ở sống ở trên tích núi cao đó chú. Dạ, sống ở trong rừng trong rú á, mà có mấy đứa con. Thì con của chị đâu? À, ở rẫy, ở trên rẫy hôm bữa hả? Trời ơi, sống là mấy đứa nhỏ là ăn đu đủ hết luôn á chú. Ăn cái lá đu đủ á, chú biết lá đu đủ không? Lá đu đủ mà họ ở trên đây á, họ không có bánh, không có sữa cho con ăn á, là chú biết cái củ khoai mì không? Đó, họ lấy, họ đào củ khoai mì đó lên rồi họ luộc. Tại vì ở trong củ khoai mì nó có mì, nó ngọt á, rồi cho mấy đứa nhỏ ăn thôi, không có sữa, không có gì, không bánh trái gì uống hết á, ăn uống gì hết á. Mấy đứa con? Dạ, ba người con. Ba người con? Dạ. Chồng của luôn. Chị đâu? Chồng đấy là mấy đứa bà. Chồng ở rẫy làm mướn bậy bạ thôi. Trời ơi, chú lì xì hả? Lì xì năm mới. Cố gắng cho mấy nhỏ nha, đừng có cho mấy bé nghỉ học nha. Không, bé học thứ hai này học. Dạ. Không có nghỉ, cô đó không có nghỉ lần nào. Dạ. Bệnh thôi mới nghỉ. Dạ. Tại vì Tiến muốn giới thiệu chú để cho chú biết cái hoàn cảnh những người đồng bào sống ở trên đây thôi cả nhà. Nhưng mà chắc là có lẽ chị có duyên với chú nên chú lì xì cho ba bé, để ba bé có tiền mua sữa rồi mua bánh ăn ở trên núi cả nhà. Nhìn cũng rất là thương luôn. Ở trên núi này nếu mà chú mà có dịp á, chú cô chú đi với con sẽ dắt tới từng cái hoàn cảnh á, để cho chú biết á là cái hoàn cảnh của người đồng bào sống ở trên đây họ như thế nào á. Dạ, còn nhiều hoàn cảnh á thì nhà như nhà đây của chị nè, chỉ dừng một tấm bạc thôi. Dạ, một tấm bạc thôi, rất là thương luôn. Nếu mà mình xây một cái nhà nhỏ cho chị, nó có xe chở lên tới chảnh để, dạ, để dựng không? Có, nhưng mà mấy cày á, mấy cày mới lên được đó chú. À, dạ. Để một dịp sau chú về á, dạ, thì chú sẽ đi cùng với con đi lên đồng bào miền núi coi. Dạ, chú đồng hành với con. À, dạ. Để đi cụ thể lên từng gia đình xem như thế nào. Dạ. Rồi mình bắt đầu tính tiếp. Dạ.
Dạ rồi con cảm ơn chú. Con cũng thay mặt chị, trời ơi hôm nay thấy có duyên quá chị ha. Dạ. Cảm ơn chú đi. Con rất cảm ơn chú. Chú từ xa xôi qua đây giúp đỡ cho tụi con nghèo khổ. Con rất cảm ơn nhiều. Không biết nói cái gì mà. Con rất xúc động. Dạ. Con cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ thương chú ha. Thấy chú lì xì muốn khóc luôn á nha, rớm rớm nước mắt luôn á. Thôi bây giờ là mình tranh thủ mình đi về hả chị ha? Dạ, có ai trở về không? Có, mấy đứa cháu. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn nhiều nha. Quà thì cũng đã phát một nửa rồi cả nhà mình. Người đồng bào ở trên đây là họ đi rẫy hay là họ đi làm cái gì cũng vậy cả nhà. Họ có con nhỏ thì đều mang con ở trên vai, trên lưng để đi cùng cha cùng mẹ thôi cả nhà, chứ không thể nào mà bỏ con ở nhà được. Nắng quá hả bà? Trời ơi. Để con lên mượn nha. Dạ. 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 Vẫn còn trong dịp Tết đó cả nhà. Dạ. Phát cũng được một nửa rồi. Dạ. Người đồng bào trên này họ rất dễ thương luôn. Dạ, có lạp xưởng ăn rồi cô ha. Dạ. Dễ thương quá cả nhà. Để qua đây anh cho tiền nữa nha. Chị này là hai phiếu lãnh giùm cả nhà mình. Lần thứ hai ra ngoài đây thấy sao anh? Mệt không anh? Vui hả? Đây là một gạo, một bao 10kg cả nhà. Một bao 10kg, còn những phần quà kia là bên trong có mắm, dầu ăn, xì dầu, đường, muối và bột ngọt cả nhà. Được một nửa chưa anh Vân? Nửa rồi hả? Có dầu nóng nữa cả nhà mình. Dầu nóng và lạp xưởng. Đừng chen lấn nha. Chen lấn là không phát cả nhà. Trời ơi, bà con nơi đây thì rất là trật tự. Những hình ảnh quen thuộc mà Tiến đã chia sẻ thôi cả nhà. Đây là vợ anh Vân này cả nhà mình. Còn đây là bà sống ở trên núi một mình thôi. Tiến cũng đã chia sẻ tới cho cả nhà mình xem rồi. Sao bà lãnh chưa? Chưa lãnh luôn hả? Trời ơi. Đang đói bụng hả? Chuông cơm luôn. Trời ơi. Không có cơm ăn hả bà?
Còn chị này có lãnh không? Đứng đây làm gì? Chưa đâu. Chưa đâu hả? Có mai, phần không? Giờ mai mới lãnh. Mai mới lãnh hả? Vợ anh Vân cả nhà, hai vợ chồng thì luôn hỗ trợ cho Tiến ở trên cái vùng núi sâu xa này để trao tặng những món quà cho bà con ở vùng sâu vùng xa, rất là thương luôn. Sao bà không tranh thủ đi lên lãnh quà đi? Đông quá hả? Ưu tiên những người lớn tuổi mà. Dạ. Mình lãnh sâu hả? Dạ. À, mục đích lãnh sâu là phải nhiều hơn. Dạ. Nhiều hơn thì thường là mỗi người một bao gạo thôi. Đằng này là một bao gạo là con hút vài hộp gạo ra nữa là nhiều hơn. Người đồng bào họ lãnh xong rồi họ đi về cả nha. Tảng là cũng ít đông bớt một xíu thôi. Rồi, đây thay phiên anh chứ để anh. Rồi, đây cô. Đây, cô bê trên này trước rồi. Rồi để này lên sau ha. Đó. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Dạ để con bỏ ở đây luôn ha. Dạ. Nổi không? Hả? Nổi không? Trời ơi, mạnh mẽ quá ha. Dạ rồi đây. Dạ. Dạ đây anh. Cảm ơn Tiến. Nổi không? Phụ anh để cho anh nghỉ xíu cả nha. Nổi không? Nổi không? Trời ơi, rồi thấy không nổi rồi đó. Rồi rồi. Ở đâu? Ở đâu? Trời ơi, mấy bé nhỏ ở đây rất là mạnh cả nha. Dạ. Ôi ôi. Cái này gạo chưa có mà. Dạ dạ. Dạ đây em gửi anh. Rồi em gửi chị. Ôi. Rớt rồi, rớt rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ôi sao cái bao nhỏ vậy? Đủ không? Vừa không? Vừa. Vừa hả? Cảm ơn nha. Dạ cái này vác lên núi luôn ha. Thì bây giờ cũng đã phát gần xong, cũng đã phát xong hết rồi cả nhà mình. Thì còn những phần quà này thì những bà con mà chưa tới mình sẽ phát sau nữa cả nhà. Tại vì không có ai mà họ tới kịp giờ cả nhà. Bây giờ là trễ rồi nhưng mà họ vẫn không có mặt. Tại vì họ nhà ở trên núi rất là cao luôn nên họ xuống không kịp. Thì khi mà họ tới thì họ sẽ đưa cái phiếu thì anh Văn sẽ phát cho họ nha cả nhà mình nha. Thì khi mà phát xong phần quà này là mình cảm thấy rất là vui chú ha. Dạ. Yeah. Lời nói cuối cùng chú đại diện gia đình rất là cảm ơn con đã làm một chiếc cầu nối cho chú và gia đình có thể biết được tất cả những người nghèo, một số nhỏ trong cái khu vực hiện tại mà dùng xa xôi này ở miền núi. Rất là cảm ơn và rất là vui. Hôm nay mình đã làm một việc rất là tốt và tất cả mọi chuyện nó diễn ra rất là tốt đẹp. Nên hy vọng là tất cả mọi người có được món quà cho nhỏ sau cái dịp Tết để họ có được cái động lực để mà cố gắng làm những cái công việc tốt để mà có được cái cuộc sống ấm no trong tương lai. Dạ.
Con cảm ơn chú rất là nhiều. Thì lời sau cùng con cũng con với anh Văn ở đây cũng là hai người nhịp cầu nối giống như chú vừa nói. Dạ, cũng tìm hiểu và hỗ trợ cho các bà con ở trên vùng núi sâu xa như thế này. Dạ, con cũng xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều vì đã hỗ trợ những cái phần quà như thế này cho bà con. Dạ, con cũng xin chúc gia đình của mình là có một năm mới luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống ha. Làm ăn phát tài phát lộc ha chú ha. Cố gắng làm để phụ giúp chút xíu nào đó cho những bà con nghèo. Dạ. Và cũng có gửi lời chúc cho tất cả những cameraman là người quay phim, bà con cũng như các chú làm những cái việc tốt như thế này thì hy vọng rằng mọi chuyện tốt đẹp nó sẽ đến cho mình trong tương lai. Dạ. Để cho mình có đủ cái sức khỏe và trí tuệ để có thể giúp được những nhiều người khác. Dạ. Để làm cuộc sống trở nên tốt hơn. Dạ. À, chú ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì bây giờ cũng đã phát xong hết rồi cả nhà. Gia đình chú thì cũng phải về lại Sài Gòn ngay bây giờ đúng không chú? Dạ. Dạ. Nên tiếng cũng không làm mất nhiều thời gian cho gia đình nữa. Tại vì giờ này cũng trễ chiều tối rồi cả nhà. Bây giờ tiếng cũng xin phép cả nhà là tiếng kết thúc video tại đây. Cả nhà yêu mến tiếng thì hãy cho tiếng xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ tiếng, để tiếng có thêm kinh phí lên núi giúp đỡ các bà con nghèo trên miền núi nha. Tiếng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.